Hiện tại thì Cafetech đang có mặt tại TikTok Shop Việt Nam Summit 2023. Đây là một sự kiện đánh dấu việc TikTok Shop đến với thị trường thương mại điện tử Việt Nam và cùng mở ra một xu hướng mới, xu hướng Shoptainer. Đây là một xu hướng kết hợp giữa mua sắm và giải trí. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này. Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí Shoptainment là hình thức thương mại dựa trên nội dung có tính chất giải trí và định hướng người tiêu dùng, đồng thời kết hợp nội dung và cộng đồng nhằm tạo ra những trải nghiệm mua sắm phong phú. Shoptainment có xu hướng phát triển nhanh hơn để chiếm thị phần lớn hơn trong tổng số giá trị thị trường của ngành thương mại điện tử. Nghiên cứu còn cho thấy người tiêu dùng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang mong đợi các thương hiệu tập trung vào yếu tố giải trí trước khi đưa ra các thông tin thương mại như sản phẩm hay đường dẫn mua hàng. Một cái xu hướng nổi lên đó là Shoptainment. Năm ngoái thì Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng phối hợp với những cái nền tảng của các mạng xã hội để đưa ra cái khái niệm là giải trí trong thương mại điện tử. Và chúng ta kết hợp vừa giải trí để chúng ta vừa bán hàng. Và như vậy cần rất là nhiều cái sự tiếp tay của cả cộng đồng. Và không có gì lan tỏa hơn đó là những cái video, những cái hình ảnh, những cái livestream về những cái sản phẩm đặc sản vùng miền mà chưa được người khác biết đến. Và đó cũng là một trong những cái mà người Việt Nam có thể ủng hộ hàng Việt Nam một cách mạnh mẽ. Lợi thế khi đưa các sản phẩm OCOP trên nền tảng của TikTok đó là thứ nhất là chúng ta biết hiện nay TikTok thì có TikTok Shop và cùng với đó là cái Shop Entertainment, nghĩa là thông qua các clip ngắn giới thiệu và để tạo ra cái cảm xúc cho người tiêu dùng. Thì đối với sản phẩm OCOP thì chúng tôi nhấn mạnh hai yếu tố: một là tạo cảm xúc cho người tiêu dùng, thứ hai nữa là mỗi người kể một câu chuyện và tự hào về sản phẩm đó. Thì với cái nền tảng của TikTok như vậy thì rất phù hợp và tạo điều kiện để cho các chủ thể, nhất là các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể kể những câu chuyện thông qua clip ngắn và giới thiệu về sản phẩm và từ đó có thể bán được trên cái nền tảng. Thưa quý vị, và cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về đơn vị đã tiên phong và triển khai xu hướng Shoptainer, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với anh Daniel Nguyễn là quản lý ngành hàng TikTok Shop tại Việt Nam. Tôi xin chào anh và một lần nữa là chúc mừng TikTok Shop cũng như là anh đã đến với thị trường Việt Nam trọn một năm. Dạ vâng. Vậy thì cụ thể hơn, TikTok Shop đã có thể tận dụng những lợi thế nào sẵn có của nền tảng để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp và sản phẩm tiếp cận với khách hàng của mình một cách dễ dàng và tiện lợi nhất? Tôi nghĩ là sẽ có khoảng 3 yếu tố. Thứ nhất là hệ sinh thái gọi là khép kín của TikTok Shop tại thị trường Việt Nam thông qua các công cụ và tính năng và các đối tác và vận hành của mình. Thì liên quan đến công cụ thì mọi người phải biết là TikTok Shop sẽ đưa đến cho nhà bán hàng và người mua hàng những công cụ như là mua hàng thông qua các buổi phát trực tuyến, livestream, thông qua các buổi video ngắn, short video và mua hàng thông qua trang sản phẩm hoặc là mua hàng thông qua trung tâm mua sắm của TikTok Shop. Thì đây là tôi nghĩ đây là xu hướng rất là mới trong thị trường, gọi là xu hướng Shoptainment, có nghĩa là mua sắm kết hợp cùng giải trí, và TikTok Shop đang là người tiên phong trong lĩnh vực xu hướng này. Thì như mọi người đã biết, TikTok từ trước đến nay là một nơi nền tảng giải trí short video ngắn và bao gồm cả livestream ở trong đấy. Thì chúng tôi đã có một lực lượng rất lớn về các nhà nội dung sáng tạo từ trước đến giờ, thì họ cũng có khả năng để mà bán hàng thông qua chương trình tiếp thị liên kết trên TikTok Shop. Thì điều này đặc biệt quan trọng với lại các nhà bán hàng mà họ chưa có khả năng hoặc là chưa có nguồn lực để làm các nội dung sáng tạo, thì họ có thể tận dụng cái nguồn các nhà nội dung sáng tạo này để bán hàng thông qua chương trình tiếp thị liên kết. Thứ ba thì chúng tôi đã có một cái hệ sinh thái về các đối tác vận hành, như là đối tác vận hành vận chuyển và đối tác vận hành về thanh toán, các bạn gọi là MCN và TSP là những cái bạn mà sẽ giúp cho các nhà bán hàng có thể vận hành tốt hơn, sáng tạo qua nội dung và vận hành bán hàng trên nền tảng TikTok Shop của chúng tôi. Người dùng của TikTok Shop hầu hết là khách hàng trẻ, từ 18 đến 24 tuổi chiếm 43,7%. Trong đó, tỷ lệ khách hàng nữ chiếm 57%. Tại Đông Nam Á, TikTok Shop hiện có khoảng 226,8 triệu người dùng, một thị trường vô cùng tiềm năng. Trung bình mỗi ngày, TikTok Shop đạt doanh thu 56,6 tỷ đồng và 434.000 sản phẩm được bán ra. Giá trị trung bình mỗi sản phẩm là 130.000 đồng. Phân khúc sản phẩm có giá trong khoảng 100 đến 200.000 đồng đem lại mức doanh thu cao nhất cho các nhà bán hàng trên sàn TikTok Shop, chiếm đến 39% với 647 tỷ đồng trong vòng 1 tháng. Học và team của học thì bắt đầu bán hàng thương mại điện tử từ 2017. Thì hầu hết tất cả các nền tảng thì mình đều có bán hàng qua rồi. Thì cái lợi thế mà của TikTok Shop so với nền tảng khác ấy, thì điều đầu tiên đó là cái việc là TikTok Shop là cái nền tảng mà có cái lưu lượng traffic nhiều nhất, cũng như việc là có cái thời gian khách hàng sử dụng lâu nhất.
và có cái tỷ lệ truy cập cao nhất. Thì trong bán hàng để tạo ra doanh số thì traffic nó là yếu tố quan trọng nhất. Không có traffic thì không có gì cả. Thì ở TikTok thì có lượng traffic lớn nhất, do đó là chúng ta có nhiều khách hàng tiềm năng nhất khi mà chúng ta bán hàng trên TikTok Shop. Thật ra thì TikTok sau một năm thì cái thứ mà Linh thấy thay đổi lớn nhất là nó đã ổn định hơn rất là nhiều so với những cái ngày đầu mà mới thành lập. Và cái lượng khách hàng nó cũng đã ổn định hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì từ phía nhãn hàng cũng nhận được rất là nhiều hỗ trợ từ phía TikTok Shop để kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, cũng giống như là sẽ có những cái chương trình, có một cái chương trình hỗ trợ trong những cái campaign lớn. Thì đó là những cái là ghi nhận khá là tích cực và cũng giúp cho brand có thể có một cái định hướng rõ ràng hơn đối với cái kênh bán hàng này. Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tham gia cuộc đua về thương mại điện tử và thành công trên sàn TikTok Shop có thể kể tên như Huho Food về thực phẩm, Di động Việt.vn về thiết bị điện tử, Degray về thời trang và Aseman Store về mỹ phẩm dành cho nam giới. Đây chỉ là một số ít doanh nghiệp nhà bán lẻ Việt Nam đã không chỉ thành công về mặt bán hàng khi có số lượng đơn hàng lớn, mà còn đưa thương hiệu được nhiều người biết đến với mức độ tiếp cận người tiêu dùng rất cao chỉ trong vòng thời gian ngắn. Tôi là beauty blogger làm trong ngành mỹ phẩm gần 20 năm qua. Và trong 20 năm đó thì là tôi đã làm việc với rất nhiều loại sản phẩm, test rất là nhiều, test hàng nghìn sản phẩm. Và dựa trên những cái sản phẩm mà tôi test thì tôi sẽ chọn ra được những cái sản phẩm mà tôi cảm thấy tốt nhất. Thì khi mà những cái sản phẩm mà tôi thấy tốt nhất thì lúc đó tôi mới bắt đầu tạo ra nội dung để tiếp cận với người tiêu dùng. Thì tôi nghĩ là cách đó vẫn là cách bền vững và lâu dài nhất. Tại vì thật sự là những cái sản phẩm mà tôi chia sẻ là nó có giá trị.